Cái bài của hôm nay là khó nghe lắm đây nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 1999. Như thường lệ tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 33. Ủa sao mà ở dưới nghe Phật tử cứ nói không nghe hả? Phật tử cứ nói không nghe đó. Giờ có nghe chưa hả? Nghe chưa rõ. Nghe chưa rõ có lẽ là cái loa nào đó. Thi ca thứ 40 là cái thế của người chứng đạo. Nỗi ưu tư về mặt, về pháp nhược ma cồn. Để ý cái này nè. Cái bài này để ý. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thiết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ như hỏa toái. Cái bài này là khó học khó nghe đây, là tôi phải dùi mài ở trọn đời ở trong Phật học. Hơn 50 năm tôi mới thấy rõ cái ý nghĩa của cái bài này, bài thi ca này, cái giáo lý này. Chứ còn học 5-3 năm, 7 năm rồi đó, có khi chưa hề biết được cái ý nghĩa của cái bài này đâu. Ta mạt pháp ác thời thế. Ở đây quan trọng ở đây là cái chữ mạt pháp. Ở trong Đạo Phật nó có cái từ chánh pháp, tuệ pháp và mạt pháp. Người ta chia ra, đây là người ta chia nhé. Mạt pháp, chánh pháp là 500 năm, từ khi Phật còn tại thế cho tới Phật nhập Niết Bàn 500 năm. Giai đoạn đó đó người ta chia ra là thời kỳ gọi là chánh pháp. Chữ chánh tức là chính. Tức là cái thời kỳ đó đó, người nghe cái pháp đó nó ít có lệch lạc, ít có sai lầm, thành ra cái người tu nhiều mà chứng cũng có nhiều. Đại đế là ta nói như vậy. Rồi từ 500 năm, sau 500 năm cho tới 1000 năm thứ nhì đó, thì người ta gọi đó là cái thời kỳ tuệ pháp. Chứ tuệ có nghĩa là nó na ná, nó giống giống vậy. Ai ở sanh vào cái thời kỳ tuệ pháp đó thì là cái người tu là nhiều, mà cái người chứng thì rất ít. Rồi cái 1000 năm thứ hai á, kể từ 1000 năm thứ hai ra ta kể là mạt pháp. 1000 năm thứ hai về sau người ta kể là mạt pháp, nghĩa là người tu thì nhiều mà người chứng là dường như là không có. Ý đó là cái kiểu của cái học thuyết đó, người ta nói như vậy. Đó là nó có nhiều cái người đệ tử Phật ở trong Phật giáo mà, thành ra mỗi một người thì tu khác nhau, thành ra cái hiểu, cái chứng, cái đắc, cái thiệt phá, cái chân pháp khác nhau. Thế thì cái thuyết mà mạt pháp đó là một thuyết của cái người lãnh đạo của một cái giai đoạn giáo dục trong một giai đoạn đó, chứ nó không phải là cái chân lý của chung của Phật giáo. Vì vậy cho nên cái thuyết mà chánh pháp, tuệ pháp, mạt pháp đó tùy theo cái hiểu của cái người mà đi sâu vào Phật pháp hay là không. Cái người mà đi sâu vào Phật pháp á thì người ta không tin cái thuyết đó. Thí dụ như sau 50 năm ở trong Đạo Phật, nghiên cứu kỹ càng rồi, cho tới bây giờ là tôi không tin cái thuyết đó. Tôi không chấp nhận cái thuyết đó. Tuy nhiên người ta có quyền, cái thấy của người ta như thế, người ta nhận thức như thế, người ta có quyền nói như vậy. Nhưng mà còn tùy theo cái hiểu của mình. Cái hiểu của người thường thì nghe nói rằng là 500 đầu là chánh pháp, rồi 1000 năm kế sau cái đó là tuệ pháp, 1000 năm sau nữa và kể về sau hết là mạt pháp. Do vậy mà nó có cái từ là khứ thánh diêu hề tà kiến thâm, dựa vào cái từ mà khứ thánh diêu hề tức là cách xa Phật pháp, thành ra cái tà kiến nó càng ngày nó càng sâu nặng. Từ cái chữ mà khứ thánh diêu hề cách xa này đó, người ta tưởng đâu là xa, là lâu năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm về sau, nó lâu chừng nào thì nó tà kiến nó thâm, sâu dần chừng đấy. Không phải, chữ xa đó không phải là cái nghĩa như vậy. Cho nên cái vấn đề chánh pháp
Tôn Pháp và Mạt Pháp ta học cái bài này phải học cho kỹ đây nè, để ta không có sợ rằng là hiện giờ để ta ở thời kỳ Mạt Pháp. Đa số người ta nói rằng mình sống trong thời kỳ Mạt Pháp cho nên là mình tu nhiều mà mình không có chứng. Thậm chí có người bi quan nói rằng mình tu mình không có chứng đắc nữa. Nói như vậy là không trúng đâu. Pháp không có mạt, chân lý không có mạt. Mặt trời cách đây 15 tỷ năm mặt trời rọi ra cái kính mà hội tụ này là vẫn lấy ra được lửa. Thì mặt trời bây giờ đây sau 15 tỷ năm đưa ra ánh sáng vẫn rọi ra lấy được lửa mà. Đâu phải vì mặt trời 15 tỷ năm mới là làm cái ống bù nhùi rồi đưa cái kiến ra mà lấy lửa được. Còn bây giờ là mình lấy không có lửa đâu. Cho nên là phải văn như tư như tu mới thấy được chân lý. Chứ còn bằng không là mình nghe trên văn tự, trên ngôn ngữ là có thể hiểu lầm rất là dữ. Bây giờ ta đi triển khai từng câu một đây nè. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh diêu hề tà kiến thâm ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn hận bất diệt trừ như hỏa toái. Ta dịch là: ôi mạt pháp, cõi đời nhiều trược ác, những chúng sanh phước mỏng khó dạy răng, cách Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, chánh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều oan hại. Nghĩ chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chẳng được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Đây là cái thấy của người chứng đạo về vấn đề pháp nhược ma cường. Ta gọi là pháp nhược ma cường hay là cái thấy của người chứng đạo, cái ưu tư về vấn đề chánh pháp và ma pháp. Giờ đây cái thấy của người chứng đạo phải hiểu như thế nào về chánh pháp và ma pháp, phải hiểu như thế nào về pháp nhược ma cường, phải hiểu như thế nào về cách Phật lâu xa tà kiến nặng thêm dần. À, cách Phật lâu xa bằng cách nào phải hiểu sau đây. Bây giờ ta đi từng câu một. Ôi mạt pháp, cõi đời nhiều trược ác. Chứ mạt pháp như tôi vừa nói đó, pháp không có mạt. Mạt là tại á, tại vì cái tâm của con người không còn có đủ cái sức tinh tấn, không còn đủ sức tinh tấn. Và lại nữa, thí dụ như Phật sinh ra cho tới năm nay đây là 2000 hơn 500 năm, gần 2600 năm sau khi Phật nhậm niết bàn hả. Thế thì từ ngày đó tới bây giờ mà cái văn minh của nhân loại nó phát triển ra từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái vật dụng tiêu dùng mỗi ngày nó đều là thêm tiện nghi. Cái tiện nghi, cái vật dụng, cái mà nó giúp cho con người, nó làm cho con người mà ham thích đam mê đó, nó nhiều gấp không biết bao nhiêu ngàn lần mà so với cái thời kỳ Phật tại thế. Cái đó là bao nhiêu ngàn lần thì mình không có nói chính xác được, nhưng mà có thể nó tăng lên bao nhiêu ngàn lần đó. Do vậy cho nên là cái tâm của con người, thay vì một cái đám rừng nó thưa thì cái tâm viên đó mà, con dượng tâm nó có nhảy, nó chiền, có bao nhiêu cây, bao nhiêu cành đó thôi. Nhưng mà cái đám rừng nó càng ngày nó càng lan nhiều ra hàng triệu mẫu đó, thì nó chiền mãi mà không hết cái đám rừng. Thành ra con dượng có điều kiện để nó chiền mãi ra. Và nếu như con vượn, con khỉ mà nó ở trong cái sở thú đó, thì nó chiền bao nhiêu cây đó. Rồi thì quanh đi quanh lại cũng bao nhiêu cây, bao nhiêu cành đó mà thôi. Thế thì là cái sức, cái calori tiêu thụ của con khỉ, con vượn đó nó ít hơn. Còn như cái đám rừng mà nhiều quá thì nó chiền mãi, chiền hoài mà không bao giờ là hết cây để nó chiền. Thế thì là nó phải vận dụng cái sức nó vô cùng vô tận mà có khi không bao giờ nó chiền hết được cái rừng đó. Nó chưa thỏa mãn được. Thế thì là cái vật chất mà nó phát triển quá độ. Đất nước mình đây là mình tiếp thụ chưa được bao nhiêu so với các cái nước mà hiện đại văn minh đó nha, mà mình thấy rằng là nó cám dỗ rất là dữ đó. Còn nói chi các nước mà văn minh, cái đỉnh cao của văn minh hiện đại thì nó quá sức. Do vậy cho nên người ta chạy theo, tại sao ta chạy theo cái công danh, cái tài sắc, cái danh, cái thịt, cái thùy đó mà nó quá nhiều đi.
Vì vậy mà nó làm cho cái con mắt chánh pháp á, cái bằng chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm đó, mình không phát hiện ra được. Mình không có dùng cái con mắt chánh pháp để mình nhìn vạn pháp. Do vậy cho nên là pháp gọi là mạc. Mạc tức là chữ mạc là ngọn á, chứ không phải là chữ mạc là cái kiểu sao có hiểu tầm thường là kiểu nào khác. Chữ mạc là cái ngọn. Giống như là cái luồng bão áp pháp nhiệt đới mà nó còn cái ngọn á, thì nó chỉ còn thổi lông lai cây cối là hơi nặng chút vậy thôi. Rồi càng xa cái ngọn nữa đó thì nó chỉ còn một tầng gió hơi mạnh vậy thôi, chứ không còn là bão nữa, là áp thấp nhiệt đới nữa. Chứ mạc là cái đó, là cái ngọn ngành cuối mùa, cuối ngọn gió. Thế là ta mạc pháp ở đây á, là tại vì con người mạc, tại vì cái tâm của con người mạc. À, chứ pháp không có mạc. Phật không có mạc, pháp không có mạc, tăng cũng không có mạc. Phật pháp tăng là tam bảo không có mạc gì hết. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, như vậy thì chúng sanh đây là 2600 năm có Phật tánh, thì chúng sanh bây giờ cũng phải nói có Phật tánh chứ. Đâu phải sao Phật là Niết Bàn rồi, bây giờ chúng sanh giờ nói lại rằng là không có Phật tánh nữa. Hay là Phật tánh nó còn giảm, nó còn cái chừng 30-40%. Không, không thể nói vậy được. Lời Phật nói là chân lý, mà chân lý thì giống như 15 tỷ năm trước mặt trời xuất hiện, lấy cái kính, ai đó làm được cái kính. Cái kính, cái chữ dương toại đó là cái kính của người ta, là ta xài mấy bao nhiêu ngàn năm trước đó. Lấy cái kính mà để ánh sáng mặt trời ra lửa, thì bây giờ đây ánh sáng mặt trời để lấy lửa cũng ra lửa. Cho nên là Phật nói là chân lý, mà chân lý thì trước cũng vậy mà sau cũng vậy. Thế thì cái chữ mạt pháp là ta không có thể mà nói rằng bây giờ mạt pháp rồi, chúng ta tu không có thành đâu. Không phải vậy. Mạt là do ta, tâm của ta mạt. Còn cái người mà cái tâm của ta mà nhận thức được cái chân lý, rồi cái chân lý, cho nên tôi nói cái này đại chúng nghe để ý hay lắm đó. Mình học cái giáo lý tứ đế đó, gọi là khổ đế đó. Mình chỉ biết sanh già bệnh chết là khổ. Mình chỉ biết là những cái người trong cuộc mưu sinh cực nhọc vất vả để có tấm mặt, là miếng ăn tấm mặt, rồi tranh đấu cho được sống còn là khổ, rồi sanh già bệnh chết là khổ. Hiểu như thế đó chưa đủ đâu. Cái đó là thuộc về sanh diệt tứ đế. Còn các vị mà nhớ lại cái gọi là vô lượng tứ đế đó, sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, học bốn thứ tứ đế. Mà cái thứ tư tứ đế vô lượng này nè, các vị thấy nó hay vô cùng. Các vị có tưởng tượng rằng là xài hàng trăm triệu đô la, hàng ngàn tỷ bạc. Những người mà có tiền như vậy thì ai cũng hiểu rằng là những người đó sướng chứ gì. Tiền bạc như vậy mà không sướng là sao? Đô la mà xài như vậy mà không sướng là sao? Còn cực với khổ là những cái người tay lắm chân bùng, là sớm mà là ăn buổi sáng để lo buổi chiều, như vậy người ta mới gọi là khổ, người ta mới gọi là cực. Vậy thì khổ đế là những cái người tay lắm chân bùng, những người làm ăn khó khăn vất vả kiếm miếng ăn sáng lo buổi chiều, thậm chí có khi phải nợ nần chút đỉnh, người ta nghĩ như vậy là cực, là khổ đế. Nhưng mà sự thật học giáo lý đại thừa rồi, cái đó không phải gọi là khổ đế bằng cái đó đâu nha. Có khi ta tốn ta mượn tiền thì chiều ta trả, mai ta trả, thì đó không gọi là khổ lắm đâu. Cái đó là chuyện bình thường của xã hội thôi. Mà còn vô lượng khổ đế là cái người xài hàng ngàn ngàn tỷ và hàng trăm ngàn đô la này qua trăm ngàn đô la khác mà vẫn cứ khổ. Ai cũng hiểu tiền là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc, của vui sướng chứ gì. Vậy mà với cái vô lượng khổ đế là nhìn đâu cũng khổ, kể cả nhìn vàng, nhìn đô la, nhìn tiền đồng Việt Nam đều là vẫn bị khổ hết. Đó, cho nên cái vấn đề mạt pháp hay không mạt pháp đâu có phải là vì lâu xa, cũng như là vấn đề khổ vui đâu có phải là dựa trên tiền đồng hay là vàng hay là đô la đâu. Do vậy cho nên cái mạt pháp ở đây là do con người mà chạy theo dục vọng không thỏa mãn được, cho nên cái chánh pháp, cái chánh pháp nhãn tàng của mình không còn sử dụng được nữa, mà mình chỉ thấy tài sắc danh thực thì tiền bạc vàng đô la, cho nên nó làm cho pháp không bao giờ cái thấy, cái nghe, cái nợ ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình mà nó phù hợp với chân lý, mà thấy toàn là tài sắc danh thực thì là tiền đồng, là đô la, là vàng nén. Do vậy mà ta gọi là mạt pháp, chánh pháp không hiển lộ được.
chứ không phải chánh pháp nào có mạt. Phải học như vậy mới được, chứ còn cái thuyết mà mạt pháp mà bao nhiêu ngàn năm mà gọi là mạt pháp. Cho nên khi mà tôi triển khai đại thừa này, có nhiều vị chống đối với tôi, nói rằng thời kỳ mạt pháp mà đem nói những cái sâu xa như vậy, làm cho những người Phật tử đại gia ta nghe, người ta tăng cường cái ngã mạng thượng mạng này kia, nói vậy không trúng, không có mạt, không có mạt pháp. Còn như Phật tử mà học ở đây đó, tôi xin nhắc nha, các vị làm ơn giùm tôi chút xíu, học chánh pháp để mà hành chánh pháp, để sống ra chánh pháp, để mà có an lành tự tại. Chứ nếu như mà mình học chánh pháp mà mình không có hành chánh pháp, mà mình đã có cái tâm mà xem thường người khác, mà trong đó kể cả cái xem thường của những cái vị mà tăng ni á, thì chẳng những mình không có được chút xíu cái an lạc, cái phước đức nào, mà mình còn có bị tai họa nữa. Mà trước ngay bây giờ tôi bị chỉ trích, tôi bị chỉ trích là học trò tôi nghĩa là côn đồ, côn đồ lưu manh, không thua gì cầu ông lãnh, dân cầu muối. Có nghĩa là, có nghĩa là Phật tử học chánh pháp của tôi nghĩa là cái sự kính nhường đó mà. Có lẽ là nó tự tại quá rồi, nó giảm đi cái sự kính nhường thông thường. Thành ra có những người mà ta thích cái oai nghi, cái sự lễ kính đó, ta bực bội. Ta bực bội là thế, là tục ngữ ta gọi là mũi dài lá chịu đòn chứ gì. Thế thì học trò nghe tôi mà ngang đầu cứng cổ mà không có vẻ kính trọng tam bảo thì là làm ta mắng giống tôi. Mà cái đó cũng đúng thôi, ta gọi là quân đạo bất nghiêm sư chi đọa. Dạy dỗ không nghiêm là cái sự bê trễ, cái sai trái đó là cái lỗi, cái thiếu sót là của thầy. Dũng tư bất giáo là phụ chi quá, nuôi con không dạy là cái lỗi của cha, mà dạy dỗ không nghiêm là cái lỗi ở thầy. Cho nên người ta nói không phải là sai, nhưng mà các vị biết tôi đỡ sao không? Tôi đỡ cách nhẹ vậy đó, nhẹ ớt vậy là tự nó bay mất cả hết. Mà cái đó là do tôi sống đúng chân lý, sống đúng cái đường lối của Phật. Tôi nói các vị đừng có nói như vậy, những người đệ tử mà nghe đây đó, không có người nào quy như tôi hết á. Không có người nào quy như tôi hết á. Không có người nào là đệ tử ruột, đệ tử rà như của tôi hết đó cả. Mà đệ tử của quý thầy không đó, của các hòa thượng không đó. Có người nào đệ tử ruột ở đâu mà nói chuyện mà tội lỗi của tôi. Chẳng qua là người ta nghe như vậy, mà chưa hẳn là những cái người mà có cái vẻ mà không tôn kính đó lại là của học trò học của tôi nữa. Do vậy cho nên là cái nói như vậy là hàm hồ, là không đúng, coi như bài bỏng hết trơn, không nhầm được tôi hết. Tuy nhiên là cái điều mà người ta nói như vậy á, thì các Phật tử cũng nên để ý cái đó. Cái hiểu biết là hiểu biết để cho mình được lợi ích, mình được an lành, mình đi trên gương đường tu tập, chứ mà mình biểu lộ ra cái thái độ tự cao, tự ngạo mạn, tự đắc, tự đại đó, là mình lộ lã ngay cái lúc đó. Nó sanh ngay cái tâm buồn bực, xin cái tâm là thị phi nhân ngã đau khổ ngay lúc đó. Cho nên là người ta phê, ta phê phán, ta nhắc nhở, mình phải tự xét lại thì nó có lợi lắm. Và cái điều tôi nói cũng phải là tôi ngụy biện, vì thật sự là tôi đâu có đệ tử ruột gì đâu, mà ai học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, cùng đi một con đường giải thoát giác ngộ với nhau thì đều là đệ tử hết. Còn bằng ai mà đi lệch cái đó là coi như không phải của tôi, tôi không có chịu trách nhiệm. Cho nên là dầu có thật sự giống như cầu muối, giống người đá cá lăn dưa đi nữa cũng không phải của tôi. Nên cái bài này học sâu lắm đó nha. Pháp không có mạt, Phật không có mạt, tăng không có mạt. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật nói hồi mấy ngàn năm, bây giờ cũng phải nói như vậy, mà vẫn còn đúng y chang. Pháp không có mạt, đâu có phải cái cây cần sa, cây áp hiện bây giờ nó mới là nguyên nhân độc hại cho con người, mà người ta cả thế giới đều phải cảnh giác đề cao với cần sa ma túy, với heroin đâu. Nó vẫn có từ bao nhiêu triệu năm trên mặt đất này, chẳng qua là người ta sử dụng nó đúng chỗ thì nó là thành cây thuốc, gọi là coi như là chánh pháp, mà sử dụng sai nó thành heroin, nó thành ra ma, cái chất ma túy giống như là mạt pháp. Chứ thì thật là cái chất đó là chất đó, không hề có chánh và cũng không hề có mạng, không hề có làm dinh dưỡng sức khỏe, giúp sức khỏe cho con người đối với thầy thuốc sử dụng nó. Nó cũng không hề, nó là làm tai hại cho những người mà nó sử dụng sai nó. Đó là do người sử dụng sai, chứ nó không hề có ý giúp cho ai mà làm hại cho ai.
Thế thì nó đâu có chánh và nó đâu có mạt, nó đâu có lúc nào gọi là lợi mà cũng đâu có lúc nào gọi là hại bản thân của cây đó đâu. Mà cây áp hiện cây cần sa là một loại, một pháp ở trong vạn pháp cũng đều như vậy hết. Cho nên pháp không có mạt. Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trượt ác. Mà cái chữ mạt pháp mà than ở đây á, tác giả Quyền Giác Thường Sư mà than ở đây á, là chính là cái pháp ở trong lòng ta mạt. Chúng ta không còn dùng cái con mắt cái bằng cách pháp nhãn tạng nữa để nhìn sự vật hiện tượng. Cho nên thay vì sắc thanh nơn vị xúc pháp tự tánh thanh tịnh của nó như vậy, mà ta nhìn ra thành là sắc, nó trở thành là sắc trần, thanh nó trở thành là thanh trần, hương nó trở thành là hương trần, vị nó trở thành là vị trần, xúc trần và pháp trần. Sự thật nhìn bằng con mắt của tự nhãn á, thì sắc thanh nơn vị xúc pháp không hề là trần gì cả. Như ta học rồi mà, chứ trần có nghĩa là làm nhiễm ô tâm tánh. Mà sự thật sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tánh của nó không hề làm nhiễm ô cho ai. Vậy mà ta nhìn nó, ta bị nó làm nhiễm ô, thế là do lòng ta mạt chứ, tâm của ta mạt, tâm của ta không sử dụng được cái tánh pháp nhãn tạng của ta, chứ pháp nào mạt đâu. Tôi cho ơi, học cái giáo lý như thế này là mới là đi vào đạo Phật thật sự. Còn cõi đời nhiều trượt ác đó hả? Cõi đời đâu có gì đâu trượt ác. Tuy nhiên là nên nhớ rằng Phật nói rằng là ngũ trượt ác thế thể, ông A Nan nói là ngũ trượt ác thế thể tiên nhập. Cõi đời đầy năm cái trượt ác là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Mười phương chư Phật cũng khen Đức Phật Thích Ca nói là Đức Phật Thích Ca rất là hay, giỏi. Ở trong cõi ta bà đầy năm trượt ác mà nói những cái pháp tịnh độ đó, là cái pháp khó tin, khó hiểu, khó hành, mà đem truyền bá làm cho người ta tin được, người ta hiểu được, người ta hành được. Đó là một việc làm vô cùng khó khăn. Mà chư Phật ở mười phương đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài mà tán thán Phật Thích Ca như vậy. Thế thì ở đây ta nói là cõi ta bà nhiều, ôi mạt pháp cõi ta bà nhiều, cõi đời nhiều trượt ác. Vậy thì mình hiểu chữ trượt ác như thế nào? Chữ trượt ác ở đây là chính ta nhìn bằng nhục nhãn, cho nên cõi đời nó mới trở thành ra cõi đời ngũ trượt. Nhìn bằng nhục nhãn thì cõi đời này là thị là phi là nhân là ngã, là tốt xấu hơn thua phải quay thân sơ thành bại đắc thất, rồi chúng ta chuộng chạy theo danh lợi tài sắc thực thùy vân vân. Do vậy mà cõi đời nó là nguyên nhân của đau khổ, gọi là cõi đời nhiều trượt ác. Chứ nếu mà chúng ta mà nhìn bằng pháp nhãn hay là tuệ nhãn thì cõi đời này nó pháp giới nó trở thành nhất chân và nó bất nhị, thì sao gọi là trượt ác được. Sắc thanh nơn vị xúc pháp không còn là cái nguyên nhân đau khổ cho ta, ta không bị nó lôi cuốn, nó chi phối ta, thì sao cõi đời này gọi là trượt ác được. Đó, cho nên là học chánh pháp đây nè, học đại thừa nó khác xa với cái hiểu tầm thường lắm. Cho nên cái này khó nghe, phải để ý mà học. Còn ai mà học không có được, học không hiểu mà nghe không có nổi, thì cứ chửi vài câu mấy cái ông đó nó khùng rồi, nói cái gì á, thế thì cũng cứ xài xẻ thôi, điều đó thì không có gì lạ hết. Dám xài xẻ lắm mà. Nghẹt không có nổi. Không đi sâu, không dụng ý học Phật là nghe cái đó nghe không có nổi. Khó lắm, nhưng mà nghe mà tiếp thu được á, mới thấy cái thâm sâu của đạo Phật. Có đời này nhìn bằng nhục nhãn thì nó là ngũ trượt ác thế đàng hoàng. À, có đời đây trượt ác mà. Chư Phật cũng nói có đời này là có đời trượt ác mà. Đức Phật Thích Ca ở đâu có ta bà mà nhìn mà thấy cõi này là cõi ta bà, tức là phải nhìn bằng nhục nhãn. Chứ nếu như nhìn bằng tội nhãn á thì không, cõi này không còn là ta bà nữa. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau không có cực lạc hay ta bà, mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi đó. Cho nên học mà cho nó nhuần nhuyễn, mà mình vận dụng mà trước sau mà là mình quá giải, mình bồi đắp rồi giống như nhau, mình mới nhận thức chân lý mới nổi. Cho nên là các vị mà nếu mà không có gì bận rộn lắm á, là cứ để cái chủ nhật về, là ngày nào tôi còn sống lại đây coi như là giải trí thôi. Tôi chưa yêu cầu các vị thành Phật thành tổ gì đâu, giải trí để mà tìm lấy một cái nhận thức về tôn giáo. Tôn giáo trên đời này nhiều lắm, nhưng mà tìm hiểu về tôn giáo. Các vị có quyền đi nghe những ngày khác, đi nghe các đạo khác, nghe hết. Nếu có điều kiện đi nghe hết, không có gì phải ngại hết. Sách của các tôn giáo khác, các vị có quyền đọc hết.
chứ không phải là cấm tu đạo Phật là không được xem sách của các tôn giáo khác. Không có như vậy. Đạo Phật của ta không có hẹp hòi như vậy. Thoải mái mà đi nghe giảng, thoải mái mà đọc kinh sách. Ôi mà pháp cõi đời nhiều trượt ác, những chúng sanh phước mỏng khó giải răng. Đúng. Chỉ có những chúng sanh phước mỏng nó khó giải răng. Phước mỏng là những người phước mỏng là cái ý niệm tà kiến của người ta nó đầy ấp ở trong lòng người ta. Nói chánh pháp nghe không có nổi đâu. Ta bằng lòng lại ông táo, lại bình vôi, lại cà ràng bẻ, lại cây đa, lại cây sứ. Chuyện đó là chuyện xưa nay có rồi. Bây giờ lại tới cái ông tử tội kia bằng tám ngón á. Cái ông tử tội tám ngón ở trên tủ nước á. Rồi lên đó đem heo qua lên đó mà cúng mà lại trên đó nữa cơ. Thế thì cái đó mà làm sao mà pháp cái đó còn gì nữa không mạt. Cái này là cái bằng pháp đó, nó chẳng những nó mạt mà nó còn tiêu ra gió. Những cái tâm hồn như vậy mà đối tính pháp là cái pháp nó tiêu ra gió đó nhưng mà nó mạt. Công an là quận chín cực khổ vì cái anh tử tội tám ngón đó. Là tại vì phước mỏng, mà phước mỏng thì mê tín dị đoan quan đường ảo tưởng nó đầy ấp ở trong lòng người ta. Còn gì nữa mà pháp chánh là gì hay là tượng hay là mạt gì chứ. Đó, chứ phước mỏng là vậy đó. Ta gọi là bạc phước, bạc phước là cái phước nó mỏng. Những chúng sanh phước mỏng khó dạy răng, cách Phật lâu xa tà kiến nặng và sâu dần. Cách Phật lâu, cách Phật xa đây có nghĩa là có khi 50 năm mà không bao giờ có một cái niệm giác, một niệm tỉnh thức giác ngộ chân lý nào trong đầu mình hết. Thậm chí có người tới 90 năm sống 90 tuổi rồi mà cũng chưa hề có một cái chánh pháp, cái chánh niệm nào trong đầu mình hết. Thế thì chẳng phải cách Phật lâu đó sao? Chẳng phải là cách Phật xa đó sao? Xa lắm. Cái chữ xa ở đây á, trong sách Nho ta gọi là thủy để ngư thiên biên nhãn, cao khả xạ hề, đê khả điếu. Con cá nó ở dưới vực sâu, ở dưới đáy nước á, con nhãn nó trên lưng trời á. Vậy mà con nhãn trên lưng trời cao vậy mà có thể bắn, con cá sâu dưới nước mà có thể câu. Di hữu nhân tâm chỉ xuất gian, chỉ có cái tâm con người trong gan tất. Chỉ xuất nhân tâm bất khả liệu, trong gan tất vậy đó, mà liệu không được, mà lường không được. Nhận xét nó, tìm kiếm nó không được. Thiên khả độ, địa khả lượng, di hữu nhân tâm bất khả phòng. Trời người ta có thể đo bằng tia laser. Bây giờ đây ta đo ấn định được cái số đường dài từ đây lên mặt trời rồi, 8 phút 15 giây ánh sáng theo cái tốc độ của ánh sáng. Đây là mặt trăng thì là có mấy giây thôi. Thế thì trời có thể đo, đất có thể lường, mà ví dụ nhân tâm bất khả phòng, chỉ có lòng người không đo không lường được. Do vậy cho nên quả hổ, quả bì, nan quả cốt, mà tri nhân tri diễm bất tri tâm. Những người vẽ cọp thì vẽ con cọp rất giống y như cọp. Người ta có thể làm con cọp bằng vải, bằng bông, giống y như cọp, nhìn không biết được. Nhưng mà cái xương cọp không làm được. Tâm can tỳ phế thận của con cọp, cái óc con cọp không làm được. Do vậy cho nên là cọp vẫn là cọp bông, vẫn là cọp nhồi bông. Vẽ cọp vẽ da thì không ai vẽ được xương, vẽ được lục phủ ngũ tạng của cọp. Biết người thì biết mặt, chứ không biết được tâm của con người. À, do vậy cho nên lạ. Cho nên là cách Phật lao xa tà kiến nặng sâu dần cái tà kiến ở trong con người. Cái tâm con người nó sinh ra tà kiến. Mà tà kiến là gì? Là mê tín, là dị đoan, là quan đường, là ảo tưởng. Cái đó làm sao? Mà cách Phật lao xa là cách ở đây có nghĩa là cái tâm Phật của mình, cái tâm tỉnh thức giác ngộ của mình không hề sử dụng. Đó gọi là cách. Còn lâu là có thể là từ hồi sinh ra cho tới 95 tuổi mà không hề sử dụng cái chánh pháp nhãn tạng. Không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp. Thế thì chẳng phải cái Phật lâu xa đó sao? Xa vô cùng vô cực. Cũng như người ta gọi là đối diện dự nữ mà tâm cách thiên sơn. Cái lý tưởng mà không cùng với nhau rồi thì là ngồi nhìn mặt với nhau vậy mà cái tâm hồn nó cách nhau nghĩa là hơn trăm ngàn muôn dặm. Xa là xa vậy đó. Có nhau mà vẫn cách nhau trăm ngàn muôn dặm. Cái chữ lâu xa là lâu xa đó. Phật tánh ở đây nè, Phật tâm ở trong lòng đây nè, mà mấy mươi năm trời không hề sử dụng lần nào. Lâu xa là vậy đó. Chứ không phải cách Phật lâu xa là cách đây 2600 năm. Cái đó không có lâu xa gì hết đó.
đem một câu kinh của Phật nói là mà tư duy mà quán chiếu là Phật ở trong lòng ta rồi. Trăng dằn dặc lung linh vần đãi nước, gió ngọn tùng nghe như cật dấn lương tri. Cảnh đêm khuya trăng sáng đã làm gì? Trả lời rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió di du, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường, chung chăn gối mà ngủ có lâu xa gì đâu. Cho nên cách Phật lâu xa đây là thời gian sống 95 tuổi mà không hề sử dụng con mắt chánh pháp để mà nhìn chánh pháp, không hề có một niệm lành nào. Đó là cách Phật lâu xa đó, cái niệm tính thức không hề có. Do vậy cho nên tà kiến nặng lắm, đi lại cà ràng ông táo, lại bình voi, lại cục đá mòn lẳng ngoài biển đó đem về, rồi lại gốc lâm dồ, lại gốc cây đa, rồi lại cái tượng cái cốt, có khi gãi cái đầu rồi sức mẻ miệng hết trơn, tùm lum tè lê, cái cục đá đào ở đâu dưới đất á cũng đem lên cũng lại. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử mà lại mấy cái đó thôi tôi cũng sợ luôn à. Cái tượng nào ở đâu dưới đất không biết, còn nó nắng ông gì mình không biết, mà tự đào cái cục đó lên rồi là tự đặt là ông lạ là cái chỗ đó đó chứ. Tại sao mà được cái tượng đó lên rồi mình không kêu nó là cái thằng gì đây? Mà đào cái tượng lên, ủa sao cái thằng như thế ngồi ha? Không có ai nói vậy nha. Uống trụ cái này là cái ông gì? Thế là đem lên thờ, tội nghiệp không? Đa số là được cái tượng dưới đất đem lên là gọi là ông hết, không ai kêu bằng thằng hay là con gì hết. Ngộ vậy đó nha. Mà mình không có để ý, mình không có tìm hiểu là mình không thấy lạ. Nhưng mà mình tư duy thì mình thấy chuyện lạ mà. Bất cứ là đi vô trong cái đài nào đã thấy là gì đó, cái tượng gì đó, mình đều gọi là ông gì đây không. Cho nên cái từ mà cách Phật lâu xa đây là mình không sử dụng Phật tâm, Phật tánh của mình. Do vậy mà nó thành ra xa. Đối diện giữ ngữ mà tâm cách thiên sơn. Cái tâm Phật ở đây nè, có mấy phân nữa nè. Vậy mà không đem ra xài. Cho nên nó lâu xa là chỗ đó. Do vậy mà tà kiến nặng sâu dần. Chánh pháp yếu, ma quân mạnh, gây ra nhiều oan hại. Thì nó vậy thôi. Thế mà tà kiến mạnh thì chánh pháp nó phải yếu à. Mà chánh pháp mạnh thì tà kiến nó phải yếu. Tà kiến nó bị tiêu diệt. Đó là cái lý đương nhiên vậy. Những người tà kiến không bao giờ có chánh pháp ở trong người họ, trong đầu óc họ. Mặc dù là Phật tánh họ vẫn còn, nó là cái bản thể bất biến vẫn còn. Nhưng mà bây giờ người ta không sử dụng, ta không làm cho cái Phật tánh đó nó hiển lộ, là người ta sử dụng toàn là cái tà kiến, là quan đường, là mê tín, là dị đoan, là ảo tưởng không. Gửi gắm tâm hồn cho người khác. Thế là người đó tà kiến sâu dày rồi thì là cái chánh pháp ở trong người đó không có. Người đó không hề thấy được chân lý. Mà chánh pháp yếu thì ma quân mạnh. Mà chữ ma đây là trong đạo Phật nhớ là không bao giờ người đệ tử Phật mà được phép sợ ma. Cũng như quỷ cũng không bao giờ người Phật tử được phép sợ. Cái chữ quỷ và cái chữ ma đó, mà người đời là thường nói là để biểu lộ cho những cái thứ gì, những cái thứ mà không lành mạnh, không có tình người, hoặc là không lành mạnh, hoặc là hung dữ, hoặc là ác đức. Thế thì cái thứ đó là người ta dùng cái từ gọi là đồ quỷ. Thế thì cái chữ quỷ là để tiêu biểu cho cái thứ mà nó có ác đức, nó xấu xa, nó không lành mạnh, nó không có tình người, nó không có luân lý đạo đức vậy đó. Thì gọi ta mắng nhất, ta biểu lộ ra bằng cái từ là đồ quỷ. Đồ ma cũng vậy. Chứ còn người đệ tử Phật là không có tưởng tượng quá ra cái hình ma với quỷ để mà sợ, cái đó là không phải đạo Phật. Mà chữ ma của đạo Phật đó là thiên ma, thiền não ma, ngũ ám ma và tử ma. Đại để là có bốn thứ ma. Chữ ma đây có nghĩa là nó làm cho mình nhiễu nhương, nó làm cho mình rối rắm, nó làm cho mình khó khăn, nó làm cho mình bị trở ngại, nó chống đối cái việc tu hành của mình, nó quậy mình, nói nôm na là nó quậy mình. Mà thiên ma là gì? Là những cái thứ dục lạc của nó cám dỗ ghê gớm đó. Ví dụ như cái bình thường mình đây, bình thường những cái dục vọng bình thường là không cám dỗ được, mà có những cái loại mà nó cám dỗ ghê gớm về dục lạc mà buộc lòng cái người mà xưa nay ta rất giữ gìn, ta rất là thánh, là thành công, ta tự chủ được những cái gì dục lạc bình thường, mà đây cái thứ dục lạc này nó cám dỗ cho ta nói là cái người này không chịu được, đã từng thánh tận mà bây giờ phải thua. Thế thì cái loại này là loại cám dỗ này là ta gọi là cái loại thiên ma, tức là những cái dục lạc cao cấp tối thượng.
mà làm cho cái sức chịu đựng của người thường phải bị cám dỗ thôi. Đó là cái lực lượng của thiên ma, cho nó là cái hình thức của ngũ dục lạc cao cấp nghệ thuật, lại gọi là thiên ma. Nó làm cho cái đường đạo của ta không tiến được nữa, chánh niệm ta không còn được nữa, nó quậy, nó phá rối ta. Ta đó là thiên ma. Còn phiền não ma là hàng ngày chúng ta là bị nó nhiều lắm. Cho nên không khéo là chúng ta vừa bị thiên ma dễ dàng mà vừa bị phiền ma, não ma nó quậy nữa. Đó là những cái ý niệm tham sân si mạn nghi vẫn hận vô não tật sang cuốn xỉ mà kêu. Nó biểu lộ trong đầu của chúng ta, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái đó cũng đều là những cái hình ảnh của dục vọng, nó tác động vào trong tâm trong trí não của ta, làm ta không có an lành được. Nó làm cho cái tâm thanh tịnh, cái đạo đức trong sáng của ta bị vấn đục, gọi đó là phiền não ma. Thành ra chữ ma cũng vẫn là có nghĩa là nó quậy, nó khuấy động, nó làm chặn đứng con đường tiến bước của ta trên đường giác ngộ thôi. Còn ngũ ấm ma là cái thân này, cái thân này thân ngũ ấm đây, nó cũng hành hoành ta nhiều lắm, lo cái ăn cái mặc cái ở phục vụ cho nó đầy đủ, cho nó vừa lòng, nó an ổn, cũng là một hình thức làm cho mình phải là bận tâm. Đó là về sắc á. Còn thọ là cái tư tưởng của ta, thọ với tưởng là cái tư tưởng của ta tiếp thu những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua thân sơ, làm cho ta bận tâm gối trí. Đó là thọ tưởng hành, đó là ma đó. Thức là cái tinh thần của ta mà không có trong sáng, bị tán loạn, bị hôn trầm, bị điều cử, bị chi phối đủ thứ. Thế là chính cái thân ngũ ấm này không khéo là nó là một cái nguyên nhân, một cái dữ kiện rất là cơ bản để nó quậy cuộc sống của ta, làm cho ta không được an lành. Thế là cái thân ngũ ấm này ta cũng gọi là ngũ ấm ma. Rồi còn tử ma, cái thứ tư là tử ma, là cái mình không làm chủ được cái vấn đề sinh tử của mình. Cho nên có những lúc mà mình thấy được cái chân lý vô thường vô ngã rồi, mình không sợ chết rồi, nhưng mà cái chết của mình không biết cái chết ra sao đây. Nếu mà nó hành hạ mà nó đau khổ mà nó làm cho mình quá cực, thế thì làm cho mình cái tâm tính của mình cũng không còn an lành trong sáng được nữa. Thế là trong cái lúc mà sắp chết, lúc bệnh tử đó, cũng lại là một cái loại khuấy rối trong cái chánh niệm trên đường tu hành của mình. Đó, chữ ma là phải hiểu nó như vậy. Cho nên là chánh pháp yếu ma quân mạnh, nó gây ra nhiều oan hại. Chứ không có sợ chữ ma quân ở bên ngoài đâu. Nghĩ chánh pháp của Như Lai Đốn Giáo, bây giờ đây cái người học đạo mới học được cái chánh pháp Đốn Giáo của Như Lai. À, cái người đây là cái thấy của người chứng đạo mà, ta tiếp thu được cái chánh pháp của Như Lai rồi, ta hiểu được rằng mọi người có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm rồi, ta hiểu được cái tri kiến Phật của mọi người sẵn có rồi, ta hiểu được cái thường trú chân tâm, cái thể tính tịnh minh của chính mình sẵn có rồi. Vậy mà bao nhiêu thứ ma đó, bao nhiêu phiền não vô minh tà kiến đó, nó dày dò, nó ngự trị mình từ lâu. Do vậy mà bây giờ đây mà tiếp thu được cái chánh pháp của Như Lai Đốn Giáo. Như Lai Đốn Giáo là cái giáo lý đó, người ta dạy rằng là mọi người là có thể là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. À, có khả năng làm điều đó. Đó là giáo lý Đốn Giáo mà. Vậy mà ta không được hưởng cái đó. Cho nên tiếc không có, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như trúc trẻ ngói tàn. À, đó là ý nguyện của cái người tu hành. Đáng lý là mình phải trừ dịp trừ cái tà kiến, dịp trừ các cái loại ma quân đi, để mà chuyển phiền não nó thành bồ đề ngay, chuyển sinh tử thành niết bàn ngay, mà mình chưa làm được. Cho nên rất tiếc là không dịp trừ nó, như là trúc trẻ ngói tàn, hay là cái thành ngữ đó là để ta diễn tả cái sự thành công mà mình làm rất dễ dàng. Trúc trẻ là mình trẻ cái tre, là cái trúc rồi mình trẻ hai ra, cái rồi thì mình hé nó lên, một chân mình đạp ở dưới, một chân mình xách nó lên, cái mình lấy cây mình quấn cái rắc, cái giờ là nó chạy từ gốc tới ngọn, em nó dễ dàng lắm, không có cần phải lấy dao trẻ từ chút vậy, mà hé nó lên cái rồi quấn cái rắc, gọi là trúc trẻ. Ngói tan là lợp cái nhà theo kiểu ngói móc, ngói âm dương hồi xưa đó, mà nếu mình lấy cái mí ở dưới này đi, thì ở trên nó tự nó đua xuống. Cái mí ở dưới chót này mà mình dằn lợp dưới này cho nó chắc thì nó giữ nguyên cái nhà được. Mà nếu mà rút đi là ở dưới này nó không có cái chỗ dựa nó nương đó mà. Trên nó tuôn xuống cách dễ dàng.
mà rất tiếc là chưa có được trừ cái tà kiến, nó vụn nát như là trúc giả ngói tan vậy. Thế thì học cái bài này là ta để ý về cái vấn đề ma, vấn đề chánh chánh pháp, tội pháp, mạt pháp, vấn đề ngũ trược, đời năm trực ác, thật sự không có trược đâu, vấn đề ma, vấn đề tà kiến. Đại chúng để ý đó, các vị mà không lơi cảnh giác là chúng ta học Phật rất lâu mà chúng ta vẫn còn tà kiến dài dài. Tà kiến là nó trái lại với cái chánh kiến. Tôi nói ví dụ như là các vị mà đi lại thần thánh nào đó mà để mà cầu cho làm ăn khá giả là các vị đã rơi vào tà kiến. Làm ăn khá giả các vị phải làm chứ. Phải lấy cái trí óc của mình học hành, mình lượng định coi cái kinh tế mình phải làm gì nó ra lời lãi thì sao, thì làm ăn nó mới khá được. Chứ còn mình đi núi Điện Bà Tây Ninh mình mượn vay tiền, đi núi xa mình vay tiền, cái đó là tà kiến rồi. Cái nhân đó không ra cái quả thịnh vượng kinh tế được. Trong khi đó là các vị nhớ rằng là quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quý vật. Chứ vật đây là người nào đó, không còn quý ai nữa. Tôn giáo nào đó không còn quý nữa. Trời, quý thần và người nào đó, tôn giáo nào đó. Khi ta đã quay về nương tựa với Phật rồi là ta đã nương về, quay về ánh sáng bình minh rồi, là ta đi tới là ta sẽ được ánh sáng thôi. Mà đây mà mình còn đi cầu cúng thiên thần quỷ vật là nó sinh ra tà kiến rồi đó, chứ không phải là cái gì nữa. Chứ tà kiến nó không có ở đâu xa xôi gì hết. Cũng như Phật, Bồ Tát không ở đâu xa xôi hết. Chỉ xích nhân tâm bất khả liệu. Nó, cái tâm của người ở trong gan tất, ta biết sử dụng nó là ta phát lộ, phát hiện cái tâm người ra. Tâm người tốt hay xấu, ta phát hiện ra trong gan tất, trong nháy mắt. Một phần ngàn của cái nháy mắt là ta thấy được tâm ta rồi, chứ không có ở đâu xa hết. Nếu cái tâm ta nó biểu lộ ra chánh thì gọi là chánh pháp, còn nó biểu lộ ra cái sai trái chân lý, nó trở thành tà pháp, cho nên nó cũng không có ở đâu hết. Pháp, Phật pháp là chánh pháp. Chánh pháp vô thủy, dĩ chí vô chung, không có mạt gì cả. Mà đây là phần thực chỉ, ta xác định rõ không có mạt gì cả. Cũng như lửa, vô thủy đến nay đã nóng, đang nóng, dĩ chí vô chung lửa sẽ mãi mãi là nóng. Ánh sáng mặt trời vĩnh viễn, ngày nào còn thì ánh sáng mặt trời là vẫn phát ra lửa, vẫn phát ra hơi nóng. Khái niệm mạt pháp thuộc về khái niệm nhận thức của tâm linh, của tâm linh mà của một nhóm người nào đó, thầy trò người ta, người ta cắt nghĩa, người ta đặt đẻ, người ta dạy ra như vậy. Còn cái điều mà trúng chân lý hay là không trúng chân lý là người trí có quyền xét lại, chứ không phải là người ta nói là mình theo. Tôi nói ví dụ như cái từ này là tôi học từ hồi mấy mươi năm nay đây là, nhưng mà khi mà tôi tư duy, tôi quán chiếu kỹ rồi là tôi không theo cái đó. Tôi không theo cái đó. Như tôi nói nãy giờ là không có mạt. Văn như tư, tư như tu, một cách tinh tấn, dũng mãnh, đem lại cái hiệu quả như ý 100%. Gọi đó là thời kỳ chánh pháp. Nghe mà không suy nghĩ, nghe hời hợt, qua la chiếu lệ. Tin càng mù quáng, có tu mà ít có người đạt đạo. Người ta gọi đó là tuộng pháp. À, đại để là vậy đó. Như vậy đó ta gọi là tuộng pháp. Chúng ta tuộng pháp là cái giai đoạn trăm năm ngàn năm. Chữ tuộng có nghĩa là na ná, là giống như là tu dữ lắm. Nhưng vì tu sai chánh pháp cho nên không có đem lại kết quả. Mát là ngọn, là sự cuối mùa. Gió vẫn còn lai rai nhưng không sập nhà được nữa. Sầu riêng còn bán nhưng mà sưởng nhất chẳng ra gì. Đó là cuối mùa ta gọi là mát. Để là ta định nghĩa vậy đó. Sự tu hành của những cái tâm trạng lơ mơ, có hình thức, thân, khẩu ý, chẳng tu sửa, chẳng trao dồi, trí tuệ chẳng mở mang, ở chùa chỉ làm cái việc thỉnh chuông ngày hai buổi, kinh kệ ea rên rỉ vài lần, đạo nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tự. Tóm lại, pháp ở nội tâm của con người mạt, chứ không phải là chánh pháp của Phật có mạt. Cho nên cái ở chùa của mình nó mà không khéo á,
như bà Hồ Xuân Hương á, hồi đó bà Hồ Xuân Hương rồi bà làm những cái thơ trêu sư đó, không phải là tội lỗi gì đâu. Chẳng phải Ngô mà chẳng phải ta, đầu thì trọc lóc áo không tà, quán dân trước mặt năm ba phẩm, giải núp sau lưng sao bại bà. Khi cảnh khi tiêu khi chụm trẻ, giọng hì giọng hỉ giọng hê ha. Tu lâu có lẽ lên sư cũ mà ngất nghỉu tòa sen nọ đó mà. Hồi xưa nói vậy đó. Nếu mà mình tu kiểu đó đó thì làm sao mà pháp nào mà tránh nổi với mình chứ. Thì đương nhiên là nó mạt thôi à. Tu kiểu đó là nó mạt à. Chánh pháp trong lòng mạt thì ta sẽ có người ở. Thì ta sẽ là người ở trong cõi đời nhiều trược ác. À, thế thì cái đời mà gọi là đời ngũ trược đó mà, đời nhiều trược ác đó mà, là tại chánh pháp trong lòng. Trong lòng mạt. Từ chánh pháp trong lòng mạt mà ta ở trong cái đời nó mới sinh ra nhiều trược ác, bởi vì ta sử dụng con mắt dục nhãn thì ta nhìn đâu là nguyên nhân của đau khổ đó. Ta dùng đô la ta nhìn nó trong là hàng năm ba ngàn lượng vàng, trong tiền đồng là hàng mấy ngàn tỷ mà vẫn là nguyên nhân của đau khổ kia mà. Đó. Cho nên là nếu mà tâm của ta mà không có chánh pháp, mà không có thanh tịnh á, thì ta nhìn đâu đều là cõi ta bà đầy trược ác, đầy ngũ trược, và nhìn đâu cũng đau khổ hết. Cho nên thành ra mạt, mà vì mạt cho nên nhìn đâu cũng đều là thấy đau khổ và bất mãn. Trong lòng mà không có thanh tịnh cho nên nhìn đô la, nhìn tiền đồng, nhìn vàng thoi mà không hề có an lạc. Hiện giờ những cái bản án đang xử đấy, người gom lắm, học cái này rồi phải nhìn là trong báo chí, rồi phải nghe đài phát thanh, phải coi tivi, vận dụng phối hợp lại, thấy cái chánh pháp vô cùng là hay. Cũng từ đó mà ta học lại cái giáo lý tứ đế là vô lượng khổ đế. Ta nghèo, ta cùng, ta cực là khổ đanh rồi, mà đây là hàng bao nhiêu ngàn lượng vàng mà người này đẩy qua người kia, nó cái đó không phải của tôi, người kia đẩy qua người nọ, nó cái đó cũng phải của tôi. Nghĩa là tự mình là đẩy vàng, đẩy đùng vàng bỏ. Cái sự nghiệp 3-4 ngàn lượng vàng mà giờ nghĩa là ông này đẩy qua ông kia đẩy qua ông nọ, không ai lấy hết. Do vậy cho nên là cái cõi mà nhìn nó thành nó ngủ trượt ta bà đó, là do cái con mắt của mình nhìn, chứ không phải là cõi có ta bà. Cõi như nhau, không có cực lạc hay ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Cho nên chánh pháp trong lòng mà mạt thì là ta sẽ là người ở trong cõi đời nhiều trượt ác. Nghĩa là ta sẽ không có được sự an lành, thanh thoát, tự tại trong cuộc sống, gọi đó là ác thời thế. Ta mạt pháp ác thời thế. Trong lòng sống không có chánh pháp, không nhận thức được chân lý, không sống được chân lý, thì nhìn cõi đời ở đâu là chỗ nào cũng đều là nguyên nhân của đau khổ cả. Ma ở lòng ta cường, Phật pháp ở lòng ta nhược. Ta không thường nhớ Phật, không tỉnh thức, trí huệ bị vùi lấp bởi vô minh, cho nên sự hiểu biết sai quấy, mê tín dị đoan, duy tâm siêu hình, quan đường ảo tưởng, gọi chung là tà kiến ở lòng ta ngày càng sâu nặng. Nó làm cho tâm hồn cuộc sống của ta quá nhiều phiền muộn khổ đau. Đó, người phúc mỏng là tà kiến sâu dày, nó làm cho khổ đau vậy đó. Khi tình cờ nghe đọc nhớ chánh pháp Như Lai về đốn giáo. Về đốn giáo tức là cái giáo lý mà nói là mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người đang thành Phật, mọi người đã thành Phật, mọi người là Phật. Đó là giáo lý đốn giáo đó. Chuyển tiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là giáo lý đốn giáo, là cái đó đó. Nghe chánh pháp Như Lai đốn giáo, bừng tỉnh ra thì ta nhận ra rằng từ lâu nay cuộc sống của mình bị vô minh tà kiến nó dẫn dắt đi lầm đường. Giờ đây tỉnh ngộ, giống dạc đường hoàng mà nói, nghe chánh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói ta. Bài rất là sâu sắc đó. Giờ ta học bài nữa. Giờ tới thi ca 41. Là cái thấy của người chứng đạo, tâm là động cơ tạo nghiệp. Tâm là cái động cơ tạo nghiệp. Tác tại tâm mà ương tại thân. Cái động cơ mà nó tạo ra
cái nguyên nhân tội lỗi khổ đau đó là tại tâm, còn cái chịu cái hòa hại là tại thân. Tất tại tâm ương tại thân, bất tu quan tốt cánh vô nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Bài này cũng hay lắm, hay lắm. Giấy khởi niệm giữ lần tâm chủ động. Mình giấy khởi cái niệm của mình á, khởi niệm mà ác hay là khởi cái niệm thiện, khởi cái niệm mà nó nhẹ nhàng tâm hồn của mình đó là khởi cái niệm mà nó bực tức khổ đau triền miên, đều là cái tâm nó chủ động hết. Cho nên là cái pháp môn tu của mình nó nhiều cái nó uyển chuyển mà hay lắm. Hồi sáng này á, tôi chuẩn bị đi đây đó thì tôi có cái lúc mà cái tâm mình nó không có được định, tôi lấy đồ tôi bỏ vô trong cái cặp này, mà mới bước lại chỗ cái bàn kia lấy rồi lại bưng lại tới đây tính mở cái vali cầm ra lấy đồ để kiểm tra lại, mà nó quên lửng rồi. Quên lửng không biết là mình sắp làm gì, mà mình muốn làm gì. Cái tôi nó sinh ra cái niệm bực bội vô cùng. Tôi nghĩ rằng mày gần chết rồi. Mày gần chết rồi, gần hết xài được rồi. Tôi hơi bực ra, tự mình bực mình à. Thành thật tôi nói đại chúng, tôi còn gắt với tôi dữ lắm. Đối với tôi mà làm những điều sai, mà nghĩ sai, mà bất ổn là tôi tự kiểm tra tôi mạnh lắm cơ, chứ không phải là để cho người khác nói đâu. Tự kiểm tra thường xuyên. Tôi bực, tôi nói mày gần chết rồi, mày nên nhớ mày gần chết rồi. Mà nói như vậy cảnh giác mình điều đó là tốt, tuy nhiên là mình giận, mình bực mình. Thế thì tôi mới nhớ lại những cái kinh điển, mà kinh điển ta dạy rằng là mình làm gì, mình đang làm gì, mình nên biết mình đang làm gì ha. Kể cả cột dây chân, kể cả đánh răng, kể cả xúc miệng, dựa bước chân xuống đất, mà đều có câu chú, có nghĩa là nhắc nhở cái chuyện mình làm gì, mình biết mình đang làm gì. Mà mình quên như vậy có nghĩa là mình làm ở trong thất niệm, nghĩa là mình không có chánh niệm. Cái là tôi cười mình thôi, cái tôi nói, tôi nhớ thật lại, tôi nói, mở ra coi cái đồng hồ này á, có bỏ ở ngoài hay là bỏ vô vali rồi. Chứ đi cái thứ đeo cái này là đồng hồ này hồi nhỏ khoái đeo lắm, chứ bây giờ là về là lục tức bỏ ngay. Có khi đi rồi không có cái đồng hồ xài thì nó không có biết giờ. Do vậy cho nên là kiểm tra coi có bỏ vô vali chưa. Vậy mà xách ra để cái vali lên thì không biết cần cái gì. Thế là tôi cự, tôi nói mày sắp chết rồi, mày chuẩn bị tư thế đi nha, mày sẽ không còn làm việc nữa được đâu, mày phải rút lui, rút lui ra khỏi chốn giang hồ. Nhưng mà theo ý tôi thì tôi cũng chuẩn bị là một vài năm rồi thì công việc trường ốc này kia ấy là mình cũng phải chuẩn bị rút lui thôi, cho nó lớn tuổi rồi không có nên chàng ràng. Cái tôi nhớ ra tôi cười, tại mình lơi cảnh giác đó chứ. Cái là bắt đầu tôi nhớ thật là mở ra coi cái đồng hồ, kiểm tra cái kiếm, thế là xong rồi. Hôm qua đi cái bè không có kiếm, trời ơi, kiểm tra 2-3-4 lần xuống đó không có kiếm, may ra là không có đọc cái gì chứ, nếu mà đọc cái gì làm sao mà đọc, nản vậy đó ha. Thế thì là vừa bực tôi vừa cảnh cáo tôi rồi, cái tôi nhớ lại tôi nói lơi cảnh giác. Thế là bây giờ tôi lại lấy áo, tôi nói bây giờ tôi đang đi lấy cái áo vàng để tôi mặc vào. Tôi biết tôi đang đi lấy cái áo vàng tôi mặc vào, lấy cái áo vàng tôi nói tôi đang lấy áo vàng và tôi xỏ vào, tôi đang lấy áo vàng tôi xỏ vào, tôi xách vali tôi đi, bây giờ tôi biết tôi đang xách vali tôi đi. Tôi thay dép, tôi biết tôi đang thay dép. Tôi làm vậy một hồi cái rồi tự nó cười lên, cái nó tỉnh ra, nghĩa là mình làm cái gì mình mới biết mình đang làm cái gì. Cái đó coi vậy đó mà hay lắm đó. Đó là phương pháp tu, tôi gọi là cái pháp tỳ ni ở trong cái luật sa di á, nhất cử nhất động đều là phải đang làm gì mình phải kiểm tra. Tại vì mình lơi trách nhiệm, thay vì là nói tôi đang đi kiểm tra cái đồng hồ coi tôi có lấy chưa, bây giờ tôi đang biết tôi đang kiểm tra cái đồng hồ tôi có lấy chưa, mình không nói vậy, mình đi định kiểm tra cái này mà cái đầu mình nghĩ việc khác, như vậy là mình mất trách nhiệm rồi, lơi cảnh giác, tưởng con mà là giặc. Thành ra là tự mình á, có lúc là tự mình rồi kiểm tra mình, rồi tự mình cười với mình, rồi có lúc tự mình buồn bực, mà buồn bực là mình nghĩ buồn bực là sai, là tự mình cười lên rồi mình díu với mình, mà mình díu với mình đó là một phương pháp tu. Tôi chơi trong cái gì đó, tôi đang thay dép, tôi biết tôi thay dép. Thay dép xong rồi tôi xách cặp tôi đi, bây giờ đây tôi đang biết tôi đang xách cặp tôi đi.
thế là nó nhẹ nhàng ra, nó không có bực bội. Giấy khởi niệm giữ lành tâm chủ động, cái tâm mình làm chủ mà, bát thức tâm dương, nghiệp thiện hành thân chịu cái hậu quả kia. Hai câu này đơn giản gì chứ mà hay lắm đó. Cái tâm nó chủ động để nó làm ra, nó làm ra ba cái nghiệp, hoặc là sát, hoặc là đạo, hoặc là dâm. Nó chủ động, nó bảo là phải nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời không ác, nói lời theo danh cũng đều là tâm chủ động hết. Nó khởi ra cái nghĩ là tham dục, là sân nhế, là thùy miên, là điệu cử, là hối, là nghi vân vân, cũng đều là tâm chủ động hết đó. Cho nên ở đây là tác tại tâm mà ương tại thân. Tâm chủ động, tâm khởi niệm giữ lành, giấy khởi niệm giữ lành tâm chủ động, nghiệp hiện hành thân chịu hậu quả kia. Cái nghiệp hiện hành ra thân khẩu dĩ à, nhưng mà rốt cuộc rồi à, là cái chịu hậu quả mà trực tiếp là thân. Ví dụ như là sát đạo dâm hả, giết người thì là phải định tội mà, thế thì là ngay đó là bị bắt là thì bị biên bản là tù tội rồi là đành mạng, thế là cái thân nó chịu hậu quả. Lẽ tất nhiên là thân không rời tâm được, nhưng mà cái cụ thể là cái thân của con người đây nè, chịu trực tiếp ở trong tù tội gông cùm xiềng xích. Chớ trách ai, đừng đổ lỗi oan khiên nào. À, cái câu này cũng là sâu sắc lắm đó, coi đơn sơ vậy chứ mà sâu sắc lắm đó. Kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân, đời này tự mình làm chủ lấy mình định đoạt số phận mình. Mình làm thiện là mình gặp cái quả báo thiện nó đến với mình tạo những điều ác mình bị cái quả báo ác nó đến đền trả cho mình. Chứ đừng có trách ai, đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm, không ai tự hủy diệt ta bằng chính ta. Cho nên đừng chớ trách ai, đừng đổ lỗi oan khiên nào. Cho nên là những cái người mà lỡ lầm á, ví dụ như những tuổi trẻ mà nó sai nghiện về xì ke ma tí rồi này kia đó mà, đó là một sự sai lầm rất là đau đớn, đổi lấy một cuộc đời mà cũng do cái tâm chủ động ban đầu sai lầm, là đam mê chơi bời chạy theo bè bạn rủ rê, làm bạn mà không biết chọn bạn mà chơi, đã đi vào con đường đó rồi là cái thân nó chịu cái hậu quả ghê gớm. Rồi chừng đó trách ai, quan khiên nào, ai phạt mình, ai bắt mình chịu cái đó đâu. Vậy mà mình làm rồi mình phải chịu đó nha. Cho nên chớ ở đây đừng đổ lỗi cho quan khiên nào, nghiệp vô gián muốn tránh xa hãy tu học Như Lai chánh pháp. Tu học Như Lai chánh pháp ở đây tôi nói là mạt bán Như Lai chánh pháp luôn. Muốn tránh xa cái nghiệp khổ, cái nghiệp vô gián á, là đừng phải bán chánh pháp. Cái câu này nghe đơn sơ vậy mà hay lắm. Tại sao phải bán chánh pháp rồi mình đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh ư? Không phải vậy. Chánh pháp của Đức Phật không phải là cái rập cái bẫy, giống như là cái rập cái bẫy của những người thợ săn để mà rập bẫy những cái chim muôn thượng cầm hạ thú. Như Lai là không phải là người thợ săn, thợ rừng. Như Lai không có chế ra những cái rập bẫy để mà đi bắt chim muôn cầm thú. Như Lai không phải là cái người ác để chế ra cái chánh pháp của Như Lai để rồi mà ai phỉ báng chánh pháp của Như Lai là phải chịu cái khổ của tam đồ địa ngục. Không phải vậy đâu. Mà chê chánh pháp Như Lai có nghĩa là mình chê cái ánh sáng bình minh, mà mình bằng lòng đi vào trong cái rừng thẳm âm u đen tối của cái buổi hoàng hôn. Mà đã hướng về hoàng hôn mà đi vào trong rừng thẳm thì đương nhiên là cái gì sẽ đến, cái hậu quả nó sẽ đến đau khổ cỡ nào là ai cũng biết rồi. Lạnh vô cùng và cọp béo rắn rít trong gai ngòi rảnh, dè dắt đủ thứ, rình rập đủ cách để chết trong cái rừng thẳm đêm đen đó. Còn cái người mà đi hướng về bình minh mà đi thì là càng ngày mặt trời càng lên, mà càng lên thì càng sáng, thì tất nhiên là còn an lành hạnh phúc thôi. Do vậy cho nên là học mà để ý cái chỗ này đó nè. Cái người mà chê chánh pháp của Như Lai, cái người phỉ báng kinh Pháp Hoa, nhắc lại kinh Pháp Hoa mình học á, phỉ báng kinh Pháp Hoa là đủ thứ tai họa. Thân thể thì cùi đài lỡ loi hôi tanh, mắt xếp miệng xéo thui hôi, răng hôi,
vì nói đại để là tả những cái xấu xa toàn thể con người đều là xấu xa, là ghê gớm hết, đáng ghê đáng nhòm hết. Sự thật không phải là chê Kinh Pháp Hoa rồi ai đó bắt tội mà hành cho người ta làm ra vậy, không phải. Mà ý nói rằng là chê ánh sáng, chê chân lý. Chê chân lý tức là chê ánh sáng, chê bình minh. Mà chê bình minh tức là chê ánh sáng, không đi vào, không đi vào hướng đó, mà đi vào cái hướng hoàng hôn, để đi vào cái rừng đen tối, là đương nhiên là đau khổ thôi. Do vậy cho nên những cái người mà phỉ báng chánh pháp của Như Lai là những người phải đau khổ trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà nhớ nha, nhớ cái chữ ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục đó, phải hiểu là ngay trong cõi đời này mình có thể bị đọa đó. Để ý cái từ nha, nếu mà chúng ta mà thèm thuồng vô độ, dục vọng vô độ, không bao giờ bằng lòng thỏa mãn cuộc sống của mình, đau khổ rây rứt ngày đêm, không bao giờ thỏa mãn gì bằng lòng, đó là chúng ta đang đọa vào ngạ quỷ đó. Cho nên trong kinh người ta nói ngạ quỷ là ta tả cái bụng bằng cái trống sâm, mà cái cổ, cái thực khí quản để ăn để nuốt là nó nhỏ như cái chim, là để nói nên là cái yêu cầu hết sức nhiều mà cái cung cấp không bao giờ thấy thỏa mãn được. Nếu như chúng ta mà ai là cái người bị trong cái hoàn cảnh đó, đòi hỏi cái cung cầu vô tận mà cái điều kiện để thỏa mãn không có, không ai làm cho mình được cả. Mình không nỗ lực, không phấn đấu, không siêng năng, không cần kiệm để làm ăn thì không ai cung cấp cho mình được cả. Thế thì mình nhìn trong túi người ta mà mình sống, mình nhìn trong sự nghiệp của người ta để mà mình mong mỏi được trộm cắp, để mà lừa đảo gì đó. Thế là cả đời mình đều là sống trong ngạ quỷ không. Đó, phải học cái đó mới ghi gớm của Đạo Phật đó, cái sâu sắc đó nha. Và khi người ta mà là lừa đảo mà là rồi tù tội rồi bắt bớ rồi người ta mắng nhất là tài xế mà không có liêm sĩ, không có hổ thẹn, đó là mình trở thành là đọa súc sanh rồi đó. Mà từ cái chỗ mà vừa là không hổ thẹn, không liêm sĩ, vừa là thiếu thốn tràn ngập, tất nhiên là đau khổ rồi. Thế thì là đọa địa ngục rồi đó. Nâm nấp mỗi ngày, không có ăn, không có xài, không có đủ thứ thiếu thốn, đủ thứ yêu cầu và không hề thỏa mãn được. Thế là cực khổ chứ gì. Là đọa địa ngục rồi đó. Thế thì là chúng ta ở trên đời này có thể vừa đọa địa ngục, vừa đọa ngạ quỷ, vừa đọa súc sanh. Ý gì là phỉ báng chánh pháp của Như Lai là không sống theo chân lý, không tùy thuận với chân lý, không đi theo con đường bình minh ánh sáng mà lại đi vào con đường hoàng hôn, đi vào bóng tối của đêm đen, thì cái rừng u minh, những cái rừng vô cùng đau khổ đó, hầm hố trong gai, thu giữ rắn rít bộ cạp nên nó sẽ tác hại mình thôi. Cho nên là cho tới năm nay, bây giờ tôi mới nói với đại chúng những cái điều mà 50 năm tôi dù đầu trong đó. Lẽ tất nhiên là không phải nói ai cũng nghe rồi. Có người người ta chỉ nằm, nghĩa là in trí rằng ta sợ cái địa ngục ở trong lòng đất. Người ta sợ cái con ngạ quỷ đó nó ở đâu, ở trong rừng, ở đồng quan cỏ nội nào. Người ta sợ là ngày nào mình chết thì mình đọa rào cái con thú, con cọp, con beo, con heo, con chó, con ngựa gì đó. Không phải vậy. Con người là con người. Con người là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định, vô định chỉ. Con người là con người à. Chẳng qua là tạo cái nhân ác là chịu cái quả khổ dài dài. Còn tạo nhân thiện thì là mình sẽ nhờ cái đó mà mình bồi dưỡng là mình đi lên. Giống như mình siêng năng học nghề nghiệp, mình làm việc thì nghĩa là từ cái nghèo này mình đi lên dài 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 cho tới cái địa vị vinh quang. Còn nếu như mình ở cái địa vị vinh quang mà mình nghĩa là cỡ đó rồi bắt đầu mình bê tha, mình đọa lạc, mình không làm gì hết mà mình hướng thì tỏa thực sân băng. Ngồi mà ăn mà xài mà phung phí thì núi cũng lở. Do vậy cho nên nó lần lần nó đi xuống cái chiều hướng khổ đau cực khổ. Đó là đọa, là tức là nó đi chiều hướng xuống. À, mà chứng thánh, chứng hiền tức là nó đi ra cái chiều hướng lên. Phải nói con người thôi. Hiện pháp lạc trú phải sống ở trong cõi đời này, phải thấy cái sự an lành cũng ở cõi đời này. Mà đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng ở cõi đời này. Không như vậy mới gọi là Phật pháp. Tôi biết rằng cái đó khó đó, khó nghe và khó nói đó. Mà tôi nói là bổn phận của tôi. Tôi xin nhắc là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. À, cái câu đó là Lưu Bị phèo phào mà nói với Khổng Minh vậy. Cho nên là Lưu Bị người ta nghe người ta mê, chứ còn tôi cuối cùng là tôi nghe thấy Lưu Bị tầm thường quá. Cái thằng Lưu Thiện không có ra gì hết, vậy mà phèo phào nói giờ để tôi sắp chết rồi tôi xin nói với quân sư. Điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim sắp chết nó kêu có tiếng não nuột ai bi, người sắp chết là nói lành, vậy là tôi giờ còn có Lưu Thiện đó, tôi nhờ quân sư giúp đỡ giùm cho nó, để cho nó được làm vua, để nó phục hồi cơ nghiệp nhà Hán.
nói như vậy là nghe 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 bình thường rồi. Rồi còn nói câu nữa, nếu mà quân sư thấy nó không có ra gì á, thì thôi thì quân sư lên lãnh đạo cái sự nghiệp này để mà xây dựng cơ đồ nhà Hán. Trời ơi, ông không muốn nghe ông Quán Hồn. Quán Hồn ông sập cũng nói là ông sập xuống lại, ông nói dạ thần đâu có dám có cái ý nghĩ đó. Thần sẵn sàng là đem hết thân mạng này, dầu thật ốc lầy xương tan đi nữa, cũng là ủng hộ tự quân, tức là Lưu Thiện. Thế thì cái câu rất là hay, mà đem gửi gắm một cái thằng con không ra gì. Thế là cũng là chỉ vì là dòng dõi thân thuộc, mà không có nghĩ tới cái lợi ích chung của dân tộc. Còn tôi mượn câu của Lưu Bị nói, nhớ cái tương tử kỳ ngôn giả thiện. Bây giờ đây nói rất rất thiệt, không có vì một cái quyền lợi nào nữa hết. Có cái điều là nói những cái kinh điển này, thứ này là các vị phải hết sức nghe mà suy nghĩ, rồi mới có thể hiểu, mới có thể tin, chứ còn không là khó đó. Nãy giờ nói tới gì rồi đó? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Chớ trách ai đừng đổ lỗi quan thiên nào, nghiệp vô gián muốn tránh xa, hãy học Như Lai chánh pháp. Đừng phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Hết giờ nhận đây.